Chào cả nhà đến với kênh của Mập Không Béo nha. Hôm nay Mập lại ăn cơm nhà nữa nè cả nhà ơi. Hôm nay Mập có trứng chiên thịt bằm nè, với lại canh thịt nấu rồi canh xương cả nhà nấu củ. Mời cả nhà ăn với Mập với món Mập nha. Đây, đũa của em đây. Rồi ăn thôi. Canh củ hấp xương. Xương mà. Xương hay xương? Xương, xương. Xương. Ngon. Ôi. Thấy thịt đã không cả nhà? Ở bên đây Mập làm cái góc này á, focus đẹp quá cả nhà ơi. Cả nhà biết sao không? Quán Mập nhỏ với lại mấy cái thùng này Mập đang có mấy thùng bánh nè, Mập lấy cái thùng làm cái bàn được. Cái này nó kiểu căn này hợp lý nè. Còn bánh mà bán hết á là thùng cũng không còn cả nhà. Ngon không? Cái thịt bằm ngon cả nhà. Mập nó thân cháy lắm. Có mà hơi nhiều lắm cả nhà. Cả nhà, cái gì bằm ngon. Mập miếng không mập á. Ăn luôn tô canh cho nên hai đứa húp luôn. Ông có múc ra. Thật này không. Mập thích ăn xương. Nhét cục xương. Đã. Cái góc này focus đẹp quá. Để Mập nhớ cái chiều cao này. Xương ngon á. Để một cái răng từ nhỏ cả nhà. Xong rồi cái lớn cái ý là hồi nhỏ không có để ý, cũng không có rành về răng miệng á. Cái mẹ cho Mập cũng không dắt Mập đi cái ấy răng lại á. Giờ lớn nó bị xô lịch đó cả nhà. Cái Mập đang muốn đi ấy để răng mà sợ đi ấy lại răng này không ăn được cảm xương được như bây giờ. Vì đang thiệt mình lúc nào cũng là chắc nhất. Đúng không? Ngon quá. Xương thích. Ủa, cục xương nó đã. Có một tháng của dẫn. Có lẽ canh này là mẹ Mập nấu cả nhà. Miếng thịt, miếng hộp, miếng trứng. Ngon quá.
Đi vô mùa nóng rồi nè, nóng xỉu luôn á. Nữa em. Nhảy ố mập á, có ăn miếng thanh với lại nhà em cho chúng mập á, nhiều nó mập hơi no no cả nhà nên ăn cũng được nhiều nữa. Ăn bổ máu tốt. Trong hành ngọt nữa. Tô canh này nè, đảm bảo không hết luôn. Chiều đang tiếp quá trời nhiều thịt ê hề luôn cả nhà. Mẹ Mập làm rất nhiều thịt luôn, chị Bảy không làm thôi, làm ê hề. Không quá. Mình sẽ múc nước canh, nước canh vô cơm. Ngon quá cả nhà. Không quá. Thịt bự không à? Cứ thịt nhỏ nhỏ. Mình cũng mở rồi cả nhà. Ồ đã. Béo. Ngon quá. Quá đã. Nấu. Tuyệt vời. Chưa hút canh không? Ngon quá. Đâu quá. Hồi nhỏ cả nhà thích ăn cơm tấm cơm hộp ở ngoài lắm, lớn thì chỉ thích ăn cơm nhà. Mà ăn cơm sao nữa. Ngon, ngon quá không? Ngon. Súp không mềm. Có rồi.
xuất sắc thiệt sự. Dù nay Mọc sẽ không ăn cơm mà Mọc sẽ ăn canh không. Còn miếng trứng Mọc ăn no xong á cả nhà. Mà hay bị là ở là khi Mọc no, mà biết Mọc no là khi Mọc ở cả nhà, mà cũng thấy khó chịu bụng bụng nữa. Bữa trưa của Mọc xong rồi nè. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip Mọc nha. Hẹn cả nhà clip sau nè. Bye bye cả nhà. Yêu cả nhà nhiều nè.